Xin chào các bạn học sinh khối 8 trường Trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11. Hôm nay thầy và các bạn lại gặp nhau trong một nội dung mới, đó là khái niệm tam giác đồng dạng. Trong nội dung này chúng ta bao gồm hai phần. Phần thứ nhất là tam giác đồng dạng, phần thứ hai là định lý. Vậy thầy và các bạn cùng nhau đi tìm hiểu cụ thể từng nội dung một các bạn nhé. Trước khi vào nội dung đầu tiên, tam giác đồng dạng, chúng ta cần nắm được thế nào là những hình đồng dạng. Về từ đồng dạng, các bạn có thể hiểu nôm giản và nôm na như thế này: đồng là cùng, dạng là hình dạng, để chỉ những vật có cùng hình dạng giống như nhau nhưng có thể có kích thước giống hoặc khác nhau. Và trên thực tế, chúng ta đã thấy rất nhiều hình ảnh về sự đồng dạng này. Các bạn hãy quan sát trên màn hình. Trên màn hình chúng ta có 3 cặp hình có hình dạng giống nhau nhưng khác nhau về mặt kích thước. Vậy điều đó cho chúng ta thấy rằng những cặp hình giống nhau về hình dạng nhưng khác nhau về kích thước thì được gọi là những hình đồng dạng. Sau đây chúng ta sẽ đi vào nội dung đầu tiên của bài học ngày hôm nay, đó là tam giác đồng dạng. Vậy thế nào là tam giác đồng dạng? Chúng ta sẽ đi vào mục A nhỏ định nghĩa. Chúng ta xét ví dụ thứ nhất. Cho tam giác ABC và tam giác A'B'C' với các dữ kiện như trên hình vẽ. Đề bài cho chúng ta các yêu cầu sau đây. Yêu cầu thứ nhất, hãy viết các cặp góc bằng nhau. Yêu cầu thứ hai, hãy tính các tỉ số A'B' trên AB, A'C' trên AC và B'C' trên BC, rồi so sánh các tỉ số đó. Ở yêu cầu thứ nhất, hãy viết các cặp góc bằng nhau. Chúng ta xét tam giác A'B'C' và tam giác ABC. Với các ký hiệu trên hình vẽ, chúng ta dễ dàng nhận thấy được rằng góc A phẩy bằng góc A, góc B phẩy bằng góc B và góc C phẩy bằng góc C. Ở yêu cầu thứ hai, tính các tỷ số A phẩy B phẩy trên AB, A phẩy C phẩy trên AC và B phẩy C phẩy trên BC, rồi so sánh các tỷ số đó. Dựa vào các số liệu trên hình vẽ, chúng ta tính được các tỷ số A phẩy B phẩy trên AB, A phẩy C phẩy trên AC và B phẩy C phẩy trên BC cùng bằng 1 phần 2. Hay nói cách khác, chúng ta có 3 tỉ số này bằng nhau và cùng bằng 1 phần 2. Với 3 yếu tố về góc bằng nhau và 3 yếu tố về cạnh tỷ lệ với nhau, ta có thể nói rằng tam giác A phẩy B phẩy C phẩy đồng dạng với tam giác ABC. Vậy thì thông qua ví dụ 1, các bạn có thể thấy được rằng tam giác A phẩy B phẩy C phẩy gọi là đồng dạng với tam giác ABC nếu thỏa mãn 3 yếu tố về góc bằng nhau và 3 yếu tố về cạnh tỷ lệ với nhau, thì tam giác A phẩy B phẩy C phẩy gọi là đồng dạng với tam giác ABC và được ký hiệu như sau. Việc viết ký hiệu hai tam giác đồng dạng cũng phải đảm bảo đúng thứ tự các đỉnh tương ứng như việc viết ký hiệu hai tam giác bằng nhau. Và thông qua ký hiệu hai tam giác đồng dạng, chúng ta có thể suy ra tỷ số cạnh tương ứng một cách dễ dàng. Và tỷ số này bằng với một hằng số k được gọi là tỷ số đồng dạng. Chúng ta sang phần B nhỏ của nội dung thứ nhất, tam giác đồng dạng, đó là tính chất. Ở phần tính chất này, chúng ta có tính chất thứ nhất, mỗi một tam giác đồng dạng với chính nó. Điều này thì hết sức hiển nhiên. Ở tính chất thứ hai, nếu tam giác A phẩy B phẩy C phẩy đồng dạng với tam giác ABC thì tam giác ABC sẽ đồng dạng với tam giác A phẩy B phẩy C phẩy. Tức là trong ký hiệu tam giác đồng dạng, một khi hai tam giác đã đồng dạng với nhau rồi, các bạn viết tam giác nào trước cũng được. Ở tính chất thứ ba, đây là một tính chất bắt cầu. Tam giác A phẩy B phẩy C phẩy đồng dạng với tam giác A2 phẩy B2 phẩy C2 phẩy và tam giác A2 phẩy B2 phẩy C2 phẩy tiếp tục đồng dạng với tam giác ABC thì chúng ta sẽ có được tam giác A phẩy B phẩy C phẩy đồng dạng với tam giác ABC. Chúng ta sang ví dụ thứ hai. Ở ví dụ này, đề bài cho tam giác ABC kẻ đường thẳng A song song với cạnh BC và cắt hai cạnh ABAC theo thứ tự tại M và N. Các bạn quan sát hình vẽ trên màn hình.
Đề bài hỏi hai tam giác AMN và ABC có các góc và các cạnh tương ứng như thế nào? Thì khi quan sát hình vẽ, các bạn có thể dễ dàng thấy được rằng góc A là góc chung. Cặp góc M và B là cặp góc đồng vị. Cặp góc N và C cũng là cặp góc đồng vị. Nhưng vì MN song song BC nên cặp góc đồng vị M và B bằng nhau, cặp góc đồng vị N và C cũng bằng nhau. Vậy từ đó chúng ta sẽ thấy được rằng ba yếu tố về góc, góc A chung, M bằng B và góc N bằng C. Về cạnh, chúng ta quan sát tam giác ABC có MN song song BC. Vậy thì lúc này chúng ta áp dụng hệ quả định lý Thales. Chúng ta suy ra được rằng ba cạnh AM, AN và MN tỷ lệ với ba cạnh AB, AC và BC. Vậy với ba yếu tố về góc bằng nhau và ba yếu tố về cạnh tỷ lệ với nhau, theo định nghĩa hai tam giác đồng dạng, chúng ta có thể suy ra được tam giác AMN đồng dạng với tam giác ABC. Từ đó, chúng ta sang mục thứ hai là định lý. Ở phần định lý này, chúng ta thấy được rằng nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của một tam giác và song song với cạnh còn lại, thì nó tạo thành một cái tam giác mới đồng dạng với tam giác đã cho. Chúng ta có thể tóm tắt định lý này dưới dạng giả thuyết và kết luận như các bạn quan sát được trên màn hình. Trong phần định lý này, chúng ta có một chú ý như sau. Định lý cũng đúng cho trường hợp đường thẳng A cắt phần kéo dài hai cạnh của tam giác và song song với cạnh còn lại. Các bạn quan sát trên màn hình. Đoạn AN và AM lần lượt là phần kéo dài của đoạn AC và đoạn AB. Và đoạn MN này song song với đoạn BC. Lúc này chúng ta sẽ có được tam giác ABC đồng dạng với lại tam giác AMN. Tương tự như vậy, đối với hình thứ hai, chúng ta thấy đoạn BM và CN này là phần kéo dài của cạnh AB và cạnh AC. Bên cạnh đó, đoạn MN này cũng song song với đoạn BC. Từ đó chúng ta suy được tam giác ABC đồng dạng với tam giác AMN theo như đúng phần định lý. Và thầy nhắc lại một lần nữa cho các bạn, việc viết ký hiệu hai tam giác đồng dạng phải tuân thủ theo nguyên tắc là đúng thứ tự các đỉnh tương ứng. Bởi vì khi các bạn viết sai, các bạn sẽ không suy được tỷ số đồng dạng đúng và dẫn đến việc chứng minh một bài toán sẽ không đi được đến kết quả như mong muốn. Phần nội dung cuối cùng là phần bài tập các bạn tự rèn luyện ở nhà. Bài tập các bạn nhìn thấy trên màn hình cùng với bài tập được đính kèm trên web, các bạn nhớ làm và nộp lại cho giáo viên bộ môn vào cuối tuần qua mail hoặc Zalo. Thân ái chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong một dịp khác. Chúc các bạn được nhiều sức khỏe và may mắn.